Hello, chào buổi sáng tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì sáng nay đoàn tụi mình sẽ trả phòng khách sạn và rời Phượng Hoàng Cổ Trấn để đi đến một cái thị trấn khác là Phù Dung Trấn. Sáng nay là tạm biệt Phượng Hoàng Cổ Trấn nha. Bây giờ cả đoàn đi qua Phù Dung Trấn. Thì bây giờ tụi mình cũng đến cái trạm bến xe, lúc trước tụi mình xuống xe ở đây để đi xe buýt vào Phượng Hoàng Cổ Trấn đó mọi người. Thì bây giờ tụi mình cũng đã quay trở lại ngay cái bến xe rồi, bây giờ để tụi mình chờ để đi lên trên, đi ra cái xe, ở đây là cái bến xe nha, rất là rộng nha mọi người. Thì tụi mình phải đi lên lầu để ra chỗ lại cái bến xe lúc trước đậu để đón tụi mình ở đó đó. Cái này phải đi thang máy để lên trên lầu nha mọi người. Ở đây cái bến xe nhưng mà mình tưởng là cái bến tàu điện không á, nó rộng rộng lắm mà nó giống như cái bến tàu điện vậy mọi người, nó rộng thênh thang luôn đó. Đi ra xe và đi cái đoạn đường dài đó. Đồ đẹp luôn nha. Đây cũng cho thuê mà. Tạm biệt Phượng Hoàng Cổ Trấn. Tạm biệt Phượng Hoàng Cổ Trấn để đi qua Phù Dung Trấn. Phượng Hoàng Cổ Sở. Chi phải Phượng Hoàng Cổ Sở. Ma hình mà khổ sở gì. Thì hôm nay mình đi cái Phù Dung Trấn đó, cái nơi đó hồi xưa là cái chiến trường của người dân tộc Hán với người Thổ ra. Từ Phượng Hoàng Cổ Trấn mà mình đi qua bên chỗ Phù Dung Trấn mọi người thì đi khoảng 2 tiếng đi xe, khoảng 100 cây số á. Bây giờ thì tụi mình cũng đến Phù Dung Trấn rồi nha mọi người. Thì bây giờ tụi mình chuẩn bị đi vào qua cái cầu này để đi xe điện để vào Phù Dung Trấn. Vì ở đây là phải đi xe nhỏ, không có được đi xe lớn nên là tụi mình phải qua để đi xe điện. Có rồi hả? Nè. Rồi xe đó đi trước rồi. Đây có đủ người chưa để hai xe hả? Ba xe đi. Đi xe điện mẹ. Đang đi xe điện cho Phụ Hoàng Cổ Trấn đi. Với Phụ Dung Trấn. Phù Dung Trấn là một cái cổ trấn ngàn năm treo trên thác, cũng là thuộc tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc luôn nha mọi người. Thì Phù Dung Trấn cách Phượng Hoàng Cổ Trấn thì khoảng 100 km. Cái Phù Dung Trấn này á, nó được thu hút khách du lịch là bởi vì nó có một cái vị trí vô cùng độc đáo. Nó được xây dựng trên một cái ngọn núi, cái chỗ cao nhất đó là 927m và chỗ thấp nhất là 139m so với mặt nước biển nha mọi người. Giờ bắt đầu mình đi vào cổ trấn nha mọi người. Thì ở ngay đây nó là có những cái nhà cổ này thì theo em hướng dẫn chia sẻ là nó khoảng được 300 tuổi rồi đó mọi người. Đây là Phù Dung Trấn, còn đây là khu phố cổ. Và ít người nhưng mà hôm nay trời rất là lạnh mọi người. Chân lê. Xe. Mình đứng ở trên cao của cái cổ trấn này á, mình có thể nhìn những nét đẹp của nó.
Nét đẹp rất là đơn sơ và giản dị, nhưng nó cũng không kém phần thơ mộng của một thị trấn 1.000 năm tuổi nha mọi người. Từ trên cao á, sẽ thấy những con đường quanh co như những mảnh lụa mềm mại uốn quanh cái thị trấn cổ, rất là đẹp nha mọi người. Bây giờ thì nhóm mình cũng đến ngay cái khu vực cổng vào chỗ xót vé để mình đi vào trong cái khu vực Phù Dung Trấn nha mọi người. Thì đi vào đây tham quan thì phải mua vé. À, đây có cổng thôi. Bây giờ mời mọi người đi theo mình đi vào trong này. Bây giờ mình đi qua cổng xót vé thì mình sẽ vào trong để tham quan cái Phù Dung Trấn nha mọi người. Mọi người đi theo dõi theo chân mình để mình quay lại cho mọi người xem nha. Ở đây có một cái khoảng sân rộng và người ta thiết kế một cái sân khấu và một cái dãy ghế để cho khán giả ngồi để xem. Thì ở đây hình như là người ta có biểu diễn những cái chương trình nói về văn hóa lịch sử gì đó mọi người. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tham quan nha mọi người. Ở đây mình sẽ đi vào một đường thì mình sẽ đi ra một đường khác chứ mình sẽ không quay lại nha mọi người, nên nó sẽ đi thành một cái vòng như thế này nè. Thì ở đây là sẽ có một cái trụ đá mà nói là 300 năm tuổi gì ở đây rồi đó mọi người. Phía sau mình là cái phòng ở đây có 300 năm cái cây cột đồng. Vua, tức là cổ vua mới có thể qua được cây cầu này. Còn người dân bình thường người ta phải đi phà ở dưới hoặc đi bước qua ở dưới. À, trên đó có hai con rồng. Rồng là tượng trưng cho vua. Nhưng mà cổ vua với vua triều đình nó sẽ khác. Trên vua triều đình á, con rồng ở đây á, thì tưởng cái chân của con rồng là chỉ có ba ngón chân thôi. Còn con rồng ở trong Tử Giám Thành, vua thật thì là có bốn ngón chân. Vua này thì là vua địa phương, cho nên là có ba thôi, ba ngón chân thôi. À, cái này là đằng sau, tức là trên đó đó. Nếu mà là vua thật là có ngón năm ngón, là ba ngón là đầu thôi. Rồi, hôm nay mình cũng làm vua luôn, vua hoàng hậu mình có thể đi qua cầu ha. Rồi, ngồi xuống một con cầu. Nó trang trí đèn lồng đỏ như đám cưới như vậy à. Rồi, đi qua cầu. Ở trên cầu mình chụp hướng cái này như cả này. Bây giờ mình đi qua cái cầu này. Cái cầu này ngày xưa chỉ là dành cho vua đi qua thôi nha mọi người. Dân thường thì sẽ không có được đi qua cái cầu này. Thì bây giờ người ta làm di tích để cho khách tham quan, khách du lịch đến tham quan thì mình được đi qua để tham quan. Chứ lúc xưa thì không có được đi đâu. Thì bây giờ mình sẽ quay những cái cảnh đẹp ở đây cho mọi người xem, mọi người theo dõi nha. Ở đây cái toàn bộ cái Phù Dung này là người ta nhà toàn là nhà cổ xưa không nha mọi người. Nhà nước người ta là bảo toàn di tích nên là người ta sẽ không có cho xây dựng. Người ta giữ lại cái di tích của mấy trăm năm trước nên là nhà rất là cổ kính. Chụp đây. Khỏi chụp đi. Bé chụp cho mẹ. Người đi đông quá, khỏi chụp luôn. (Cười)
mọi người mà hay xem phim của TVB Hồng Kông á mọi người, thì ở đây nó có một cái bộ phim đóng ở tại chỗ này, thì cái tựa phim nó cũng là Phù Dung Trấn luôn nha mọi người. Giờ mình xuống cái khu vực này á, là cái khu vực nhà của ông vua ở đây nha mọi người. Cái vua hồi xưa á, kêu bằng Thổ Vương. Mà Thổ Vương đã không có cái quyền lực hồi xưa nữa rồi. Bây giờ nhà ông ấy là đã là cho thuê làm khách sạn rồi, không vào bên trong được, xem bên ngoài thôi. Đi xuống tiếp nha. Đi đến thác nước. Ẩn nha. Giống quá trời kìa. Không có lên nữa, không lên. Đi xuống là đi thuyền ra luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Thuyền ra luôn, không quay lại đâu. Cái nhà của Thổ Vương, nhưng mà bây giờ người ta không cho mình vào, không có ai nữa, mình chỉ ra ngoài phía ngoài thôi. Bây giờ mình đang đi xuống phía dưới. Bây giờ mình đang đi để xuống cái khu vực có thác nước đó mọi người. Thì ở đây ở đứng trên cao á, mình nhìn xuống á, là có một cái dòng sông nè, cảnh rất là thơ mộng luôn mọi người. Thì khúc trên này nó là cái thác nước đổ xuống cái dòng sông đó. Bây giờ tụi mình đang đứng ở phía trên để chụp hình xuống cái dòng sông này. Cái thác rất là đẹp nha mọi người. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi xuống và mình sẽ đi xuyên qua cái lòng thác luôn nha mọi người. Đi qua cái thác nước nha. Trơn ấy nha, cẩn thận. Ồ, đây là mình đi trong cái thác nước này nha mọi người. Đây mình đang đi vô trong cái thác nước, đi ngang qua cái thác nước của Phù Dung Cổ Trấn. Đây là Phù Dung Trấn nha mọi người. Đây cái thác nước đó, cái thác nước hết chứ lại còn mình đi phía trong, đi ngang qua cái thác nước luôn. Đi ngang qua thác nước luôn nha mọi người. Từ từ đi làm sao nè. Đi sao đi chạy. Rồi đi đi. Đó. Đi ngang qua thác nước luôn ha.
Đi dưới thác nước đi. Đi dưới thác nước đi. Nè, đi tới đây thấy thác nước mặt kế trên đầu rồi. Đó. Cẩn thận chân nha. Đây, tới đây thấy thác nước nè. Đi ba phía bên đây, đi ba phía bên đây. Trời, nước chảy nha. Nè. Đó, thấy chưa? Đây. Nước chảy trên đầu. Trên đầu còn cảm đá. Nước sông. Như mưa luôn à. Con chạy nước chỗ này. Ôi ôi. Quá trời đẹp. Quá trời đẹp. Thác nước quá trời đẹp luôn. Ôi. Rồi đi qua luôn nha. Qua cái thuyền à. Bây giờ tụi mình qua cái thác nước rồi đi xuống thuyền. 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 Qua đây nè. À, nhóm mình đây đứng trên thác nước đây. Đây nè, lấy viên thác nước đi. À, quay để đây là cái điểm cuối của cái Phù Dung Trấn nha mọi người. Thì bây giờ tụi mình ra khỏi cái khu vực này thì để đi xuống một cái bến thuyền. Mè đây là mè. Bánh mè. Có nhân trong nè. Ngon. Cái bánh là rán có cái nhân à, nhân ở trong à. Ăn thử đi. Ăn thử đi vô sao không? Ê. Cái bánh này nè, người ta làm bánh nhân đậu xanh nướng lên đó nha mọi người, ăn cũng ngon lắm. Người ta đang mời mình ăn thử nè. Ăn thử đi chị, người ta cho ăn thử. Cái bánh này người ta có hai loại, một loại đậu xanh không á thì người ta bán 10 tệ 3 cái, còn một loại đậu xanh có chín muối thì người ta bán 10 tệ 2 cái. Cái này đậu xanh nè. Ok. Ok. Cái này ngon. Mấy giờ? Rồi, xe xe nè chị. Xe xe. Chê chê. Giờ xuống thuyền kìa, người ta xuống hết rồi kìa. Đây bán đồ hù. À đây chưa. Rồi bây giờ tụi mình sẽ lên cái thuyền này để đi ra bãi xe nha mọi người. Thì cái chỗ Phù Dung Trấn này á, là mình đi một vòng xong rồi mình xuống cái bãi thuyền này. Thì cái chỗ bãi thuyền này chở mình ra chỗ bãi xe. Thì đi khoảng 5 phút trên thuyền là ra tới chỗ bãi xe nha mọi người.
nhóm mình quay lên thì đi đi lên cổ thì có một cái thuyền đi đi tây đi tây nam ở đây tây trà phù dung trấn đi ra vâng thì để mình đi bộ ba bây giờ thuyền cũng cập bến rồi nha mọi người, thì tụi mình chuẩn bị lên xe để đi đến nhà hàng để ăn trưa. Rồi bây giờ cũng đến giờ trưa rồi, bây giờ đoàn của mình lên xe để đi đến nhà hàng để ăn trưa ở chỗ Phù Dung Trấn nha mọi người. Ở nguyên cái chỗ cổ trấn Phù Dung này á mọi người, toàn là nhà cổ không á, không có nhà hiện đại đâu nha. Đó, dọc đường là toàn là nhà gỗ mà làm cổ như vậy nè, rất là đẹp luôn. Dọc nguyên một cái đường dài ở cổ trấn thì toàn bộ là nhà như thế này không đó mọi người. Ăn cơm, mời cả nhà ăn cơm. Ăn trưa. Mời cả nhà nha. Rồi, mời anh chị. Sau khi ăn trưa xong thì tụi mình chia tay Phù Dung Trấn để đi về Vũ Lăng Nguyên. Thì từ Phù Dung Trấn về Vũ Lăng Nguyên là khoảng 3-4 tiếng đi xe á. Thì đến Vũ Lăng Nguyên thì tụi mình có ghé vào cái chỗ trung tâm y học cổ truyền ở chỗ đây nè mọi người. Thì trong tour người ta sẽ đưa mình vào để tham quan trung tâm y học cổ truyền. Thì vào đây rồi thì người ta sẽ cho mình vào một cái phòng và cho mình massage chân nha mọi người. Dạ. Nhột nhột đi massage chân nè. Mỗi người vô massage chân. Đây. Để hang từ từ ta đưa chị nè. Massage chân nè. Massage chân. Sau một hồi massage chân xong á thì người ta ở đó người ta quảng cáo bán thuốc á mọi người. Thì xong rồi tụi mình đi ra ngoài chỗ này, bây giờ hiện tại tụi mình đến chỗ này là cái chỗ triển lãm tranh cát. Kém. Bây giờ mình đang đến triển lãm tranh cát ở đây để là xem để người ta làm tranh cát như thế nào. Khi mình vào trong thì người ta sẽ chiếu cho mình xem một đoạn video cái cách làm tranh cát, cái cách hình thành cái tranh cát như thế nào đó mọi người. Qua 6 tỷ năm trời, địa chất chuyển đổi phức tạp. Là ông Lý Tân Thanh, một họa sĩ kỳ tài của dân tộc thổ gia thổ địa. Ở đây là mấy cái ống cát này là cát người ta đã nhuộm màu rồi nha mọi người. Thì cái đó nó giống như là bột vẽ hay là màu vẽ vậy đó, thì nó có tất cả các loại màu. Thì người ta đã để ở đây, ví dụ mình cần màu gì mình lấy ra mình vẽ, giống như cái tranh cát nó giống như là cái này nó thay thế cho mực vậy đó mọi người, thay thế cho màu vẽ vậy đó. Tất cả cái tranh người ta treo ở đây á, là người ta làm bằng cát hết đó nha mọi người, làm bằng cát màu hết á, tất cả luôn á. Người ta treo triển lãm nó cho mình xem nè, rồi có người ta cũng có bán nữa, nếu mà ai có muốn mua thì mua, còn người ta treo triển lãm cho mình xem. Sau khi xem triển lãm xong rồi á, thì bây giờ tụi mình đi qua bên nhà hàng để ăn chiều. Thì cái chỗ nhà hàng nó cũng gần bên chỗ triển lãm luôn nha mọi người. Thì ăn xong rồi thì tụi mình sẽ đi về nhận phòng khách sạn. Và tối nay tụi mình sẽ đi tham quan 72 kỳ lầu. Thì video đến đây cũng dài rồi, mình xin kết thúc ở đây và chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye, thank you.